giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để đội dự bị là cánh tay nối dài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhóm phóng viên báo Thanh Hóa. Giải tác phẩm xuất sắc về tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng với tác phẩm Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh của tạp chí Xây dựng Đảng điện tử. Và giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thuộc về tác phẩm 75 năm hai vợ chồng đảng viên sát son với Đảng của tác giả Hoàng Văn Biên, báo Hải Dương điện tử. Xin được chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Lê Hoài Trung.